Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024 cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, được dự báo sẽ tạo chuyển biến trong thị trường bất động sản trong thời gian tới. Trong đó, công nhân, người lao động rất quan tâm đến việc luật đất đai khi được thông qua sẽ giúp tăng các dự án nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp có cơ hội an cư, lạc nghiệp. Cái này thì trong cái luật đất đai cũng đã có các cái quy phạm để đồng bộ với luật nhà ở. Đất xây dựng nhà ở trong khu công nhân thì tại điều đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp chúng tôi cũng đã có cái quy định để đảm bảo thống nhất với luật nhà ở và với nhà ở xã hội thì không phải ở mỗi cái nội dung của luật đất đai. Và về phía giao đất để thực hiện các cái dự án nhà ở xã hội thì chúng tôi có quy phạm. Còn nhà ở xã hội xây như thế nào, những người nào được vào thì nó còn các cái quy phạm khác nó điều chỉnh thì mới phù hợp. Trên thực tế, việc luật đất đai ban hành kịp thời với các bộ luật khác sẽ tạo sự đồng bộ, giúp các doanh nghiệp mặn mà hơn với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Nhà nước đã có những cái quy định về nhà ở xã hội và khuyến khích đầu tư về nhà ở xã hội, cho nên là những cái doanh nghiệp tới đây sẽ đầu tư nhiều hơn về việc xây nhà ở xã hội, cho nên sẽ tạo một cái nguồn cung sẽ lớn hơn. Đấy là vấn đề nhất. Thứ hai nữa là luật đất đai sửa đổi này sẽ quy định những cái quỹ đất, những cái quy hoạch đất để phục vụ cho nhà ở xã hội, phục vụ cho người lao động, nó sẽ cụ thể hơn, nó sẽ rõ ràng đầy đủ hơn, và đó là cái cơ sở để luật nhà ở, luật đầu tư, luật kinh doanh bất động sản có cái chỗ, có cái nơi, có cái căn cứ để tổ chức thực hiện đầu tư các nhà ở xã hội. Tôi cho rằng là lần này luật thông qua đó sẽ tạo ra một sự đồng bộ để cái nguồn cung của nhà xã hội sẽ tốt hơn và các doanh nghiệp sẽ mặn mà hơn, sẽ có triển vọng hơn đối với các dự án đầu tư nhà ở xã hội. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện nay nước ta có khoảng 3,78 triệu công nhân lao động trực tiếp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó có khoảng 1,8 triệu lao động có nhu cầu về nhà ở. Vì vậy, nhiều người lao động, nhất là lao động có thu nhập thấp, đang trông chờ vào các dự án nhà ở xã hội giá rẻ để họ có thể mua căn hộ trả góp phù hợp với thu nhập.